Nếu như bạn đang thắc mắc trong câu chuyện là không biết Sabo có phải lựa chọn đúng đắn khi mà bạn bắt đầu kinh doanh và sử dụng cái gọi là những trang thương mại điện tử hay không á, thì video này sẽ làm rõ cho bạn từng cái khía cạnh về chuyện rằng là bán hàng và khía cạnh về SEO của nó. Thì mình là Phiên Sinh Đổ, hiện tại mình là admin của group cộng đồng SEO 2018 với hơn 22.000 người. Thì có khá là nhiều bạn hỏi trong group của mình đó là về câu chuyện là khi mà triển khai tối ưu SEO ở trang thương mại điện tử trên nền tảng là bên Sabo á, thì gặp khá là nhiều trục trặc và khó khăn. Và một số bạn á, thì có gửi cho bên mình á, là bên cái phía là bên website, và mình cũng coi một số nhiều bạn hỏi mình như vậy. Thì có một bạn có gửi cho mình một cái website là cặp túi da.vn, cho mình cái gọi là cái một số cái nền tảng ở trong đây để mình có thể audit lại tổng thể của website này. Và tiện thể đây luôn thì mình cũng gọi là trả lời cho các câu hỏi thắc mắc khi mà mình thấy nhiều bạn hỏi về cái nền tảng của bên Sabo. Thì đây là cái website cặp túi da.vn. Thì khi mà mình đăng nhập vô bên trong á, mình sẽ thấy rằng đó là ở cái gọi là cái giao diện bên trong này, cái dashboard này nó khá là thân thiện với bên phía người dùng. Mình dễ dàng gọi là truy cập vô được cái thứ mà mình mong muốn, và nếu như mà mình muốn gọi là làm cái gì, tức là muốn tìm kiếm gì đó, thì mình có thể để cái từ khóa ở trên đây và mình có thể dễ dàng truy cập vô được. Thứ hai, giao diện mình thấy khá là dễ nhìn và mình có thể bắt được cái gọi là các thông tin chính về cái gọi là đơn hàng hay là traffic vô website của mình ở trong đây. Này nó có tích hợp Google Analytics trên ngay ngay cả ở trên đây là cả. Thì mình thấy ở đây nó khá là tiện lợi trong việc rằng là người dùng dễ dàng vô và người dùng dễ dàng gọi là biết được rằng là cái thứ mình đang tìm kiếm mà mình cần bấm ở đâu. Thì đó là cái phần khía cạnh thứ nhất, và khía cạnh về bên dashboard. Khía cạnh thứ hai nữa mà mình thấy được là các giao diện của nó khá là đa dạng và nó phù hợp với bên phía giá tiền. Và nó cũng có một số điểm mà nó cũng cần nên cải thiện luôn. Thì mình sẽ nói về những cái gọi là cái phần mà lợi thế của nó trước. Thì đầu tiên á, nếu như muốn coi giao diện của bên Sabo đi, thì hiện tại nó có hơn 250 giao diện của nó. Thì bạn có thể bấm vô phần giao diện ở đây, bạn có thể bấm vô phần kho giao diện để bạn truy cập vô trực tiếp cái trang kho giao diện của nó. Ở trong kho giao diện này á, thì mình thấy rằng nó là có khá là nhiều giao diện về cái gọi là bên thương mại điện tử nó rất là tốt, và có một số cái thì mình thấy là nó hình như nó mô phỏng lại luôn cái gọi là những giao diện của những nhà thương mại điện tử lớn ở Việt Nam, ví dụ như Thế Giới Di Động, ví dụ như AD rồi, và một số cái hình cái gọi là cái trang mạng điện tử khác. Chưa đây mình thấy cái trang này nó khá là giống cái nó khá là mô phỏng lại giống cái gọi là cái trang về AD rồi.com. Thì giao diện ở đây cơ bản mình thấy nó rất là đẹp, dễ nhìn, và chi phí của nó thì mình thấy rằng nó khá là phù hợp với những cái gọi là những đối tượng khi mà nếu như là bạn là chủ shop hay là bạn là một người đang bắt đầu kinh doanh online, hay một chủ doanh nghiệp đang thay đổi thiết kế giao diện của web á, thì mình thấy giao diện nó khá là đẹp và khá là vừa gọi là hợp lý về cái chi phí giá cả của nó. Thì đó là những cái điểm tốt của nó. Còn cái điểm của nó mà mình thấy là nó có một số cái điểm mà mình thấy rằng nó nên cải thiện hơn á, là khi mà mua một cái giao diện về đi, thì cái khung giao diện của nó khá là khó mà điều chỉnh được. Mình ví dụ như thế này, ví dụ như đây là cái khung giao diện của nó, là bạn thấy rằng là đây cái giao diện của nó ở đây. Đây cái giao diện của nó. Thì cái khung giao diện của nó là hẹn như ở đây bạn phải chèn hai hình ảnh vô, thì bạn cái khung giao diện nó sẽ cố định như vậy. Bây giờ bạn muốn bỏ thêm một hình ảnh thứ ba vô thì cũng khá là khó. Rồi đôi khi là bạn muốn rằng nó là xóa mất nguyên cái khung này thì đôi khi bạn cũng thấy khó luôn, hoặc là bạn điều chỉnh nó cũng bạn cũng sẽ thấy khó. Bởi vì á, là chẳng hạn như so sánh với các nền tảng khác đi, mà mình thấy ví dụ như bên trong WordPress đi chẳng hạn, thì mình thấy rằng nó là WordPress nó khá là tiện trong câu chuyện rằng nó là điều chỉnh tùy theo mong muốn về cái thiết kế web của mình. Ví dụ như mình mua một cái theme về, và bây giờ mình muốn điều chỉnh cái bố cục của nó, muốn kéo qua phải, kéo qua trái, qua trong đây, thì nó có cho phép mình quyền điều chỉnh trong đây, hay như kéo qua phải, kéo qua trái, hay thêm các tính năng nào đó ở trong đây, thì nó đều cho phép mình gọi là làm ở trong đây cả. Thì đây là cái phần mà bên phía giao diện của WordPress mà thường hay là một số nền tảng khác thì mình thấy nó khá là tốt. Thì hôm nay nếu như mà mình thấy giao diện của website gì tvso.com mình nó chưa có tốt, nó chưa có đẹp đi,
nó chưa có phù hợp ở điểm nào đó, tỷ lệ chuyển đổi chưa có cao á, thì mình có thể dễ dàng điều chỉnh lại được khá là nhanh chóng. Còn với lại với bên phía của bên phía giao diện của Sabo thì những cái giao diện này á, nó sẽ khó điều chỉnh về cái khung hơn, nhưng mà các hình ảnh và nội dung bạn đặt ở trong đây thì bạn có thể điều chỉnh được theo như mong muốn. Ví dụ như hình ảnh này đi thì bạn sẽ muốn thay, nếu bạn muốn thay hình ảnh đó thì bạn cũng có thể dễ dàng thay được. Bạn muốn thay cái nội dung ở trong đây thì bạn cũng thay được luôn, cái hình ảnh như này cũng thay được, cái menu bạn cũng thay được luôn, và những cái gọi là cái chữ chữ viết trong đây thì bạn cũng có thể dễ dàng thay được. Thì nếu mà bạn muốn thay á, thì bạn có thể vô cái phần là giao diện ở đây, và bạn có thể vô phần thiết lập giao diện. Thì trong cái phần thiết lập giao diện này thì mình thấy là bên Sabo làm gọi là mình chẳng hạn như phần nào đó nó đáp ứng được khoảng 60% so với là bên phía WordPress, và bởi vì WordPress thì khá là được dùng ưu chuộng rồi nên mình sẽ lấy WordPress ra làm cái gọi cái tiêu chuẩn mà mình so sánh, tại vì cơ bản WordPress được gọi là một trong những nền tảng mà được dùng nhiều nhất trên thế giới và cũng như trên Việt Nam ở hiện tại. Thì về nên tại vì đó là cái những lợi là bất lợi của bên gọi là cái giao diện của bên Sabo, nhưng mà đi kèm với nó cũng sẽ có gọi là những cái lợi ích khác. Mình ví dụ như này, bởi vì á, là bên WordPress mình có thể dễ dàng điều chỉnh được cái gọi là cái giao diện của nó, mình có thể gọi là thêm cái này bớt cái nọ, nhưng mà đồng nghĩa với chuyện là mình phải cài một số plugin vô, những cái công cụ hỗ trợ vô cái gọi nền tảng WordPress này. Và khi mình gọi là mình cài nhiều cái công cụ hỗ trợ vô á, thì nó dẫn tới một trường hợp rằng đó là có nhiều code thừa trong đây, rất là nhiều, ví dụ như rất là nhiều cái dòng code như thế này bỏ vô trong bên bên phía bên WordPress, bởi vì những cái dòng code này là những dòng code của bên phía là bên cái công cụ khi mà bạn cài vô nó hỗ trợ thì nó sẽ ra một đống cái dòng code như vậy, thì dẫn tới trường hợp đó là đôi khi á, nó sẽ là cái code thừa. Mà code thừa nghĩa là sao? Nghĩa là code thừa là những cái code đó mà nó không có, nghĩa là nó ngăn cản Google, những con robot của Google hay là robot những công cụ tìm kiếm khác á, đọc được cái gọi là cái nội dung chính của bên phía website. Và khi mà dòng code thừa nó nhiều và nó nhiều cái mấy cái code mà nó nhiều quá thì nó dẫn tới trường hợp là website nó chậm, mà website nó chậm á thì nó ảnh hưởng tới cũng tới thứ hạng SEO luôn, và code thừa cũng ảnh hưởng tới thứ hạng SEO luôn. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ nói về câu chuyện code thừa. Khi mà code thừa nó sẽ ngăn cản câu chuyện là Google đọc tới nội dung chính như mà nãy mình nói, thì với việc rằng cái code của bạn mà nó tập trung vô nó nói từng cái dòng, nó nói rất là cụ thể ý nghĩa của nó là những gì và nó không có quá là nhiều dòng thừa thãi á, thì bạn Google có thể vô thẳng vô cái gọi là cái nội dung chính của, như bạn thấy nó vô thẳng cái nội dung chính của bên cái bài viết luôn, thì dẫn tới trường hợp rằng đó là cái tổng thể cái website của bạn nó dễ dàng lên top hơn hơn là so với lại các website khác. Thì mà nó quá là nhiều code thừa đi thì tổng thể thứ hạng nó sẽ bị giảm. Thì cái này đó là bên GTV bọn mình đã test một số dự án rồi, một số project, một số dự án thì bọn mình nhận đi, hay đôi khi mình lập một dự án test rồi một cái website, hay nghe hai website cùng lĩnh vực với nhau, cùng một nguồn tài nguyên với nhau, cùng thành lập vào cùng một thời điểm, thì website á, một website được code trên nền tảng WordPress và cài rất là nhiều plugin, để và cài những plugin nó dẫn tới trường hợp là nhiều code thừa. Một website á, thì nó được code tay thuần luôn, code từ A cho tới Z luôn, thì nó không có gọi là cái code thừa trong đó, thì cái website mà code tay thuần á, nó sẽ lên top tốt hơn nhiều so với lại cái thằng code kia, ý là cái code mà nó code thừa. Thì đó là đầu tiên, thì đây là một cái điểm mạnh mà khi mà Sabo nó cố định luôn cho bạn cái gọi là cái khung như vậy. Thì khi mà nó cố định cho bạn cái khung á, thì cái code trong đó nó cũng cố định sẵn rồi, thì mà không phải cần phải cài plugin hỗ trợ nào vô, thì thành ra cái việc tối ưu SEO của bạn nó sẽ dễ dàng hơn. Thứ hai nữa là tốc độ chạy của web. Thì với lại việc tốc độ chạy của web á, thì bên nền tảng Sabo mình thấy rằng các cái nền tảng của nó được điểm tốt là khi mà mình chấm điểm cái Google Page Speed Insight, công cụ kiểm tra tốc độ chạy của Google, thì cái nền tảng của Sabo mình thấy là hầu như các website mà mình triển khai vô dự án và cũng như website này á, thì tốc độ chạy của nó thường là lớn hơn 80, như 80% gì trở lên không ạ, thì nó rất là tốt, bởi vì trong
ngày 1 tháng 7 2018 vừa qua, đây khoảng nửa tháng, thì Google nó bắt đầu ra cái cập nhật là những trang web á, mà có tốc độ chạy ở trên bản mobi và cái gọi là cái bản desktop, thì chính xác là bản mobi, nhưng mà trước đó thì Google nó cho cái gọi là mobi first index, là đại khái rằng nó là những thứ hàng ở trên mobi mà khi mà bạn cải thiện được, và những cái lúc mà bạn tối ưu về câu chuyện là bên phía giao diện di động á, thì bạn sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng desktop tương tự luôn. Thì khi mà bạn tối ưu tốc độ chạy, tối ưu về code ở câu chuyện là bên phía nền tảng điện thoại di động đi, và ở đây cụ thể hơn là thương mại điện tử, thì tổng thể website của bạn nó sẽ lên top tốt hơn. Và bạn phải hiểu như thế này là Google nó rất là ít khi mà nó công bố một cái gì đó là ảnh hưởng tới thứ hạng tìm kiếm, bởi vì là Google rất là ghét SEO, và nó chỉ muốn rằng hầu hết các gọi là cái doanh nghiệp hay là các người khác á, là chủ yếu là chạy Google AdWords, thì đó bởi vì nó là 90% nguồn doanh thu của nó tới từ cái phần mảng là quảng cáo mà. Thì bởi vì vậy á, mà nó ra rất là nhiều thuật toán để nó ngăn chặn SEO nó phát triển. Thì lúc này á, bởi vì vậy nên thành ra Google những cái yếu tố mà ảnh hưởng thứ hạng tìm kiếm Google rất là ít khi mà công bố ra. Thì một trong những yếu tố mà nó công bố ra là tốc độ tải trên web là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng của gọi là thứ hạng tìm kiếm của Google. Thì khi mà nó công bố như vậy ra thì bạn nên lưu ý tới nó, bởi vì nó ảnh hưởng rất là khá là lớn tới gọi là thứ hạng tốc độ web tổng thể của bạn. Cái thứ hai nữa mình thấy ở bên Sabo, mình thấy được cái gọi là điểm lợi ích ở đây là nó cài đặt HTTPS. Thì khi cài đặt HTTPS vô thì Google nó cũng muốn gọi là Google trong cái tháng 10 2017 vừa qua, nó cũng gọi là gửi ra các email thông báo các webmaster, những cái người chủ web á, là bạn nên cài HTTPS. Thì mình cũng trải nghiệm rất là nhiều khi mà cài HTTPS vô thì thứ hạng mình cũng tăng tổng thể lên. Thành ra ở với những điểm này thì mình thấy khá là tốt khi mà Sabo, nền tảng Sabo nó tối ưu sẵn cho bên gọi là những cái người sở hữu website, thay vì á, là những cái tại vì bởi vì những cái chủ doanh nghiệp hay là bên chủ shop hay mới mạng kinh doanh online này, thì những người này, những bạn này thì thường là không có biết nhiều về kỹ thuật web quá, không biết nhiều về kỹ thuật code quá, thì thành ra sẽ không tu được câu chuyện là về bên phía tốc độ tải trang hay là cài đặt HTTPS cũng gặp khó khăn nhiều. Thì ở đây Sabo hỗ trợ hết vô vô cái này, thì bên phía những cái bạn mà chuyên về kinh doanh này sẽ phục vụ tốt cho câu chuyện là mấy bạn đỡ phải lo lắng về mấy chuyện này, và bởi vì nó hỗ trợ khá là nhiều cho câu chuyện là mạng SEO. Rồi, mình cũng thấy luôn đó là trong câu chuyện là bên Sabo á, thì Sabo với lại một số cái gọi là thiết kế, nhiều công ty thiết kế web lớn khác á, mà mình thấy nó được một cái điểm khá là hay, mà nó nổi trội hơn các nền tảng khác, đó là về việc rằng nó là có hỗ trợ cho việc rằng bán hàng đa kênh. Ví dụ như bạn có thể bán hàng ở trên Ali rồi, bạn có thể tích hợp với việc bán hàng ở trên Tiki, bởi vì bạn là thương mại điện tử mà, thành ra bạn đôi khi bạn không những là bạn bán hàng ở trên chính website này mà bạn còn đăng tải bán hàng trên Sendor hay là Tiki hay rồi gì đó. Thì bên Sabo Web đó, nó hỗ trợ hết cho bạn về cái việc này, nó tích hợp là một cái gọi là bán hàng đa kênh, và đây cũng là một trong những điểm mạnh của việc nó tối ưu về bên phía gọi là bên kinh doanh khi mà dùng về thương mại, những trang web thương mại điện tử. Thì mình thấy khá là bên tốt về bên Sabo khi mà nó tu về những phần này. Rồi ngoài ra thì mình sẽ nói một sơ bộ về cái gọi là cái phần bên phía code, nếu mà như mà những cái bạn mà lo rằng cái mã nguồn nó đóng ở trong cái những cái nền tảng Sabo á, thì mình cũng sẽ nói review khá là, mình sẽ review về cái code ở bên web Sabo này luôn. Thì về cái web Sabo á, mình trên mặt bằng chung mà web về bên phía Sabo thì mình thấy tối ưu về code về bên web ở đây về mặt bằng chung á, nó tốt hơn so với lại mặt bằng chung. Ở đây có nghĩa là sao? Thì với lại nhiều giao diện của WordPress hay là với lại nhiều cái gọi là những cái công ty thiết kế website khác mà ở Việt Nam á, thì theo mình thấy là cái phần thể heading của nó hay là cái code của nó tối ưu nó không được, chưa có được chuẩn về mạng SEO. Mà bên Sabo thì làm nó khá là, ý là nó tốt hơn về cái mặt bằng chung này. Thì ý mình là sao, ví dụ như này, ví dụ như cái thẻ nó có các thẻ là H1, H2, H3, H4, H5 đi, thì
các thẻ mà H2 á, thường á là nó là giống như là cái H1 á là nội dung của toàn bộ trang web. H2 á là cái gọi là cái nội dung chính của cái gọi nó là cái tiêu đề của cái nội dung, một trong những nội dung chính của cái bài viết đó. Có nghĩa là trong một bài viết chính thì nó có nhiều cái gọi là cái nội dung con ở trong đó, thì cái H2 là các nội dung con ở trong đó, và H3 là các nội dung con của cái gọi là cái thẻ H2 này. Thì giống như bạn chia ra một cái bài văn thân bài thì nó có các đề mục chính, thì bây giờ đề mục thứ nhất, và trong đề mục thứ nhất thì bây giờ bạn nêu ra bốn lợi ích chính, thì bốn đề thì đề mục thứ nhất là H2, còn bốn cái đề mục chính của bạn là H3. Thì ở đây á nó mình thấy tô khá là ổn. Ví dụ như là H2 đây là nói về chuyện là giới thiệu về sản phẩm túi da, thì H3 là các sản phẩm về túi da ông đây, thành ra mình thấy tôi cũng khá là ổn về câu chuyện về code ở đây. Dù đây cặp da thì đây nó giới thiệu về các thẻ H3, thì cái code của nó mình thấy là nó tôi cũng khá là tốt từ trên cho xuống dưới. Một trong gọi là những đặc điểm á, mà mình thấy được của bên cái code này cần nên được cải thiện hơn á, là ví dụ như ở trong đây có một số cái gọi là khi mình quét bằng công cụ Skimming Fox, những công cụ chuyên dụng về bên mảng SEO, quét về code á, thì code ở đây á có một số cái nó chưa được ổn. Ví dụ như á, ở đây khi mình chỉnh thì mình thấy là ở đây là hack thẻ H2 là danh mục tin tức, thẻ H2 đây là tin tức liên quan, thì ở đây nó chưa được ổn. Thì chưa được ổn ở chỗ nào? Bởi vì mà bạn để thẻ H2 ở đây thì nó dẫn tới trường hợp là bây giờ nếu như mà mình bấm vô trang này, thì mình bấm vào đây là một URL đúng không, mình bấm vô trang này bây giờ một URL khác, thì URL này nó cũng có lại hai cái thằng này, và hai thằng này nó cũng là thẻ heading 2. Mà khi mà nó là thẻ heading 2 ở đây mà nó nhiều như vậy á, thì nó sẽ dẫn tới trường hợp là duplicate heading, có nghĩa là trùng lập các thẻ heading, là trang nào bạn cũng trùng lập cái thẻ heading 2 là danh mục tin tức liên quan và những thứ khác, thì bạn sẽ không muốn trùng lập hai thẻ heading chính là heading 1 và heading 2. Heading 3, 4 gì đó thì bạn trùng lập cũng được, không vấn đề gì hết. Nhưng mà bởi vì heading 1 với heading 2 á, là một trong những heading mà ảnh hưởng tới gọi là Google nó đọc về và Google nó hiểu về nội dung chính của bài viết. Thành ra ở đây nếu như xóa thẻ heading 2 đi hoặc để qua một heading 3, 4, 5, 6 gì đó thì nó sẽ tốt hơn về câu chuyện rằng tối ưu code về mảng gọi là SEO chuẩn, một cái website thiết kế chuẩn SEO nó sẽ tốt hơn về phía này. Thì ở điểm này á, bên một số giao diện của bên Sabo thì mình thấy tool rất tốt, còn một số giao diện của bên Sabo như thế này á, thì nó chưa tool tốt bằng những giao diện trước đó. Nhưng mà một điểm của bên Sabo á, thì mình thấy là bên Sabo này cải thiện so với lại trước đó, thì đó là cái mã nguồn của bên Sabo nó mở là sao. Bây giờ nếu như mà muốn chỉnh cái thẻ heading 2 này á, thì bây giờ bạn có thể chỉnh được luôn. Bạn có thể bấm vô giao diện đây, website giao diện, xong rồi bạn bấm vô thao tác là bạn chỉnh sửa HTML hoặc CSS ở đây á, thì khúc này á, là bạn có thể gọi là chỉnh các code ở trong đây. Nếu như mà bạn muốn thì bạn có thể bấm vô đây về phần theme thì bạn chỉnh hết các thẻ code ở đây. Muốn để đổi nó heading khác thì bạn sẽ đổi hết ở trong những cái gọi là những cái file ở đây. Thì ở đây nó có gọi là những cái dòng code như thế này, nó có thể hỗ trợ cho bạn gọi là điều chỉnh code trong đây, là bạn điều chỉnh code theo mong muốn, và đôi khi bạn thêm những cái tính năng gì bằng dòng code vô thì bạn có thêm được ở trong đây luôn. Thì ở đây là cái phần mà mình thấy rằng là nó cải thiện so với lại bên phía trước đó. Thì trước đó Sabo là bên là của Bsweep, thì mình có trước đó mình có SEO cho một số cái gọi là dự án của bên Bsweep. Thì khi mà những dự án Bsweep này về thì mình thấy rằng nó là một số cái dự án nó không chỉnh sửa được code, và cái code nó cố định như vậy luôn, và rất là khó khăn trong câu chuyện là mình chỉnh code cho nó chuẩn là SEO, và rất là khó khăn trong câu chuyện SEO lên. Nhưng mà hiện tại là độ khi mà bên Bsweep và chuyển qua thành Sabo hiện tại đó, thì mình thấy là các sản phẩm nó bắt đầu khác đi. Thì ở đây cái giao diện nó bắt đầu cho phép là mình điều chỉnh rồi, ví dụ đây mình có thể điều chỉnh H1 thành để trở thành thẻ H gì gì đó, thì ở đây mình có thể điều chỉnh hết ở trong đây cả. Thì đây là một cái điểm mà bên Sabo cải thiện rất là tốt, khi mà mã nguồn nó bắt đầu mở ra để cho những người khác bắt đầu vô điều chỉnh thì rất là tốt về bên khía cạnh này, giúp cho việc là mình chẳng hạn như cá nhân mình làm những dự án về bên Sabo đi, những dự án mà SEO mà có nền tảng Sabo thì mình cũng dễ dàng điều chỉnh được cho cái gọi là cái những cái thẻ code. Còn những đôi khi á, là cái dòng của nó đôi khi là cái code của nó mà nó khó khăn điều chỉnh quá đi, thì khi mà mình liên lạc bên Sabo thì Sabo vẫn hỗ trợ cho mình chỉnh theo cái gọi là cái mình mong muốn. Nên nếu như website những cái gọi là cái giao diện của nó cơ bản nó đã gọi là chuẩn, mình thấy là tốt hơn mặt bằng chung rồi. Nhưng mà nếu như á, là
bạn sợ về câu chuyện rằng là nó khó khăn trong việc điều chỉnh code gì nọ, hiện ra Sabo đã bắt đầu mở cái mã nguồn rồi thì bạn có thể vô đây và bạn điều chỉnh. Tiếp theo nữa thì mình thấy là một cái điểm của bên Sabo về bên thương mại điện tử mình thấy khá là hay, và nó không hạn chế như một số cái theme hay là một số nền tảng khác mà mình thấy là của bên phía các đầu tiên là các website, cái là các nhà cung cấp thiết kế website khác ở Việt Nam được đầu tiên, thứ hai là một số giao diện khác của bên WordPress. Thì những trang thương mại điện tử của bên Sabo á, nó cho phép là chèn content vô. Chèn content vô là sao, ví dụ như ngoài đây ra không thì mình có khả năng mình chèn cái gọi là cái content ở bên phía cuối bài, hoặc mình có thể chèn ở gọi là bên đầu bài, hoặc là đôi khi bây giờ mình vô cái phần là các trang danh mục sản phẩm đi, thì ngoài cái việc là ở đây là cập nhật cái phần sản phẩm đi ra thì mình còn có khả năng á, là thêm content ở các trang danh mục sản phẩm này. Thì điều này nó cải thiện cho cái bên phía SEO khá là nhiều mà thì mình thấy ở những trang thương mại điện tử, bởi vì những trang thương mại điện tử á, mà mình thấy một cái điểm của nó bị hạn chế và những cái điểm mà bên Google đánh nó đánh vô và nó phạt á, là những trang thương mại điện tử rất là dễ bị duplicate content. Thì khi á, mà chẳng hạn như ở đây á, bạn phải hiểu rằng đó là trang này, ví dụ nếu như nó chưa có content là đi, thì cái trang danh mục sản phẩm này đi, Google có thể coi nó là một trang duplicate, tại vì thật ra là Google thấy rằng là bạn đã có cái nội dung content này rồi, có hình ảnh này rồi, có cái dòng chữ này rồi, có cái con số này ở trong những cái trang khác ở trên trang web của bạn rồi, ví dụ như bạn bấm vô đây đi, bạn coi đi, thì ví dụ vô đây cái dòng sản phẩm của nó thì bạn sẽ thấy rằng là cũng cùng một cái dòng chữ là cặp da nam đeo chéo CM185, thì trong đây nó cũng có ghi là cặp da nam đeo chéo CM185 mà cũng với cái giá thành này, với cái hình ảnh này, thì dẫn tới trường hợp là thằng này nó bị trùng lặp nội dung, trùng lặp với content ở trong đây, thằng này cũng tương tự, thằng này cũng tương tự, và nguyên một cái thằng này nó sẽ bị trùng lặp nội dung hết. Mà khi trùng lặp nội dung hết như vậy á, và nó bị nhiều ở trên website của bạn, mà mình thấy rất là nhiều ở trang thương mại điện tử luôn, là thì lúc này Google Panda nó có thể vô nó tác động tiêu cực tới website của bạn, mà lúc này website của bạn nó có thể bắt đầu rớt top nếu như bạn đang trên top, còn nếu như mà bạn đang SEO lên đi thì sẽ bạn gặp rất là nhiều trục trặc và khó khăn khi mà muốn đẩy lên vị trí top 10, top 5, top 3 hay top 1 gì đó, thì nó gặp khá là nhiều khó khăn khi mà thêm cái content này vô á, thì mật độ chữ của này hàng ngày bắt đầu nhiều hơn, thì lúc này Google nó sẽ coi một nội dung trang web và mà có cái gọi là xét trong cái gọi là cái HTML code này nè, thì lúc này á nó mà thấy là khoảng 70% của website nội dung của cái URL này nè mà nó là unique, nó là độc nhất á, thì Google sẽ coi cái trang này là trang độc nhất, có nghĩa là trang là trang này có content, trang này nó không bị phạt, không bị gì hết, nó trang này là trang tốt. Thì khi bằng cái việc mà bạn thêm content vô vừa đủ á, thì trang này từ việc duplicate thành một cái trang unique, nghĩa là một trang từ việc trùng lặp nội dung sang câu chuyện rằng nó không còn trùng lặp nữa. Thì nó đây một trong những cái điểm mà mình thấy khá là tốt khi mà nó hỗ trợ bên những trang thương mại điện tử, thì bằng cách bạn cũng khá là đơn giản thôi, bạn vô cái phần sản phẩm, bạn bấm vô phần danh mục sản phẩm, thì danh sách sản phẩm thì bạn cũng có thêm content được luôn, trong danh mục sản phẩm này thì bạn có thể bấm vô ví dụ như là cái danh mục mà bạn tạo, xong rồi bạn có thể thêm content ở ngay trong đây, và bạn có thể tối ưu cái gọi là cái content của nó. Thì đây là cái phần mô tả của nó, bạn hãy tô dòng chữ thiết kế chữ đẹp ra sao, rồi viết các lợi ích giới thiệu về dòng sản phẩm gì ở trong đây, thì trong đây nó sẽ có hết, nó sẽ tốt cho bên phía bạn khá là nhiều rồi. Một điểm mà mình thấy là bên thương mại điện tử này á, bên phía Sabo mình nghĩ rằng là nên cải thiện là cái gọi là cái filter, ở đây là cái filter là cái bộ lọc. Thì với một số thị trường mà của bên SEO mà mình thấy khi mà những cái trang mà thương mại điện tử mà nó lớn á, thì đôi khi những cái trang khi mà bạn thấy 10 thằng top đầu nó có cái bộ lọc là lọc về giá, lọc về thương hiệu, lọc về màu sắc, rồi lọc về giới tính, rồi lọc về các hãng gì gì khác, rất là nhiều cái bộ lọc ở trong đó. Và nếu như bộ lọc của bạn bây giờ là nó chỉ có lọc về giá thôi, thì Google sẽ đánh giá rằng là bộ lọc của bạn không thông minh, bộ lọc của bạn nó chưa đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn của bên người dùng ở trong lĩnh vực này, thì thành ra đôi khi Google sẽ không cho bạn lên top quá là cao ở trong những trường hợp này. Thì bên Sabo mình nghĩ rằng trong những trường hợp là về bộ giá như này thì mình nghĩ bên Sabo nên cải thiện. Thì một số khi mà mình liên lạc với bên Sabo thì bên Sabo có bảo rằng đó là thứ nhất là bên Sabo có hỗ trợ cho câu chuyện thiết lập mấy cái gọi là bộ bảng giá này. Thứ hai nữa là trong một cái gọi là bên phía mà bên
các giao diện đi, thì có một số giao diện hỗ trợ cho cái bộ lọc nó trở nên thông minh hơn và bộ lọc nó tuyệt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình thấy rằng Sabo cải thiện cái phần này áp dụng cho toàn bộ các gọi là cái team của bên Sabo á, đều có cái bộ lọc nó rất là thông minh á, thì những trang thương mại điện tử của bên Sabo được tu rất là tốt cùng trong câu chuyện là người dùng lẫn bên mạng SEO và xét câu chuyện bộ lọc này. Rồi thì đó là bên bên phía là bên bộ lọc. Tiếp tới nữa là mình thấy một điểm mà bên Sabo nên tối ưu cho câu chuyện là bên phía trang thương mại điện tử, tại vì bởi vì là một trong những cái điểm lớn mà bên thương mại điện tử mà mình thấy nó cần, đó là những cái trang như thế này khi mà tối ưu bên web Sabo á, thì cần có khả năng là để các thẻ NoIndex và thẻ Canonical. Ví dụ như này, về bài viết của bên mình là trang GTV SEO thì, và bây giờ mình muốn á là thẻ để Canonical hay là mình muốn để NoIndex, có nghĩa là không cho Google index bài viết này, không cho Google đọc bài viết này á, thì mình có thể dễ dàng điều chỉnh được. Lý do là như thế nào? Bởi vì á là những trang thương mại điện tử á, đôi khi á nó là cùng một dòng sản phẩm, cùng một loại sản phẩm nhưng mà bây giờ nó màu sắc khác nhau. Ví dụ như là bạn có thể là có là đồng hồ thông minh, đồng hồ thông minh xanh, đồng hồ thông minh đỏ, đồng hồ thông minh vàng hay là cái gì, thì khúc này á nó cũng chỉ nói là đồng hồ thông minh, chẳng qua nó khác màu sắc. Thì khúc này đôi khi á là content đặt ở trong đây á nó sẽ gọi là nó sẽ có thể là giống nhau, và khi mà nó giống nhau như vậy á thì đôi khi Google nó xét một chuyện là Google nó xét là bạn bị trùng lặp nội dung và đôi khi Google sẽ phạt bạn. Thành ra bằng việc rằng là bạn để có thể canonical ở chẳng hạn như mấy thằng xanh đỏ tím vàng gì gì đó chỏ về cùng một thằng thôi, để Google biết rằng là thằng này, tất cả thằng này đều nói về một nội dung duy nhất nhưng mà nhận qua nó khác màu sắc gì gì đó, thì thành ra Google chỉ xét một thằng, thì lúc này là bạn sẽ không bị Google banner nó phạt. Thứ hai nữa là trong nhiều trường hợp bạn sẽ muốn là những trang đó bạn có thể để no index như là Google, thay vì bạn để canonical thì bây giờ bạn để no index, hoặc là một số trang nhất định bạn muốn để no index cụ thể vô á, thì khi mà bạn để vô như vậy á thì nó sẽ khá là tốt trong câu chuyện là bên phía là bên Google. Ví dụ như này, có một số trang khi mà mình đăng ký dịch vụ hay gì đó đi, thì hay là đăng ký sản phẩm á, nó sẽ dẫn tới cái trang là cảm ơn, thì cái trang cảm ơn đó content nó rất là ít và đôi khi bạn cũng không muốn bên người dùng, những cái người khác sợ Google thấy được, thì bây giờ bạn để no index. Thì khi mà để no index như vậy nó sẽ tiện lợi trong câu chuyện là mà những cái bạn webmaster tool, đấy là những cái bạn webmaster, những cái bạn mà bên quản trị web á, thì dễ dàng cái việc tối ưu và thuận tiện hơn. Thì ở đây bên Sabo thiếu cái khả năng là để no index và bên canonical, thì mình đây là một trong những cái điểm á, là bên Sabo nên cần phải cải thiện về cái phần này, bởi vì mình thấy rằng nó khá là cần trong câu chuyện là bên thương mại điện tử. Rồi một điểm khác nữa mà mình thấy nữa ở bên cái nền tảng Sabo á, thì và mình thấy, cơ bản luôn mình thấy ở trên tất cả các nền tảng bên website của bên Việt Nam thì mình cũng không thấy cái chức năng này. Thì chức năng là cái chức năng là để table of content. Thì trong những cái web nền tảng khác của bên website Việt Nam thì mình chưa thấy về cái gọi, thì khi mà vô cái gọi là các nội dung bài viết tin tức chính á, thì chẳng hạn như với là WordPress đi, thì WordPress á, nó có khả năng là hỗ trợ cái gọi là cái gọi các cái công cụ hỗ trợ, khi mà các công cụ này hỗ trợ khi mà cài vô đi thì nó có khả năng là tạo nên cái mục lục của bài viết. Thì như bạn thấy là cái mục lục bài viết thì hôm nay giúp cho người dùng, cơ bản người dùng nó sẽ gọi là dễ dàng tìm kiếm nội dung cần thiết ở trong những cái bài viết tin tức dài, những bài viết nào đó, thì đây là một trong những điểm mà mình thấy là khá là tốt khi mình cải thiện. Khi mình cài vô thì mình thấy rằng là người dùng cũng dùng rất là nhiều và nó tốt hơn cho chuyện là người dùng ở đọc trên trang nhiều hơn, thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm hơn, người dùng tìm được cái nội dung mong muốn hơn, thì mình thấy khá là tốt. Thì bên Sabo nếu mà được thì mình thấy rằng là trong những cái nền tảng này á, thì Sabo nên gọi là có những cái gọi là cái công dụng mà tạo ra cái mục lục này, thì mình thấy rất là tốt. Hiện tại các nền tảng khác của Việt Nam thì mình cũng chưa thấy cài được, hoặc là đôi khi là mình tìm hiểu chưa kỹ hay là mình chưa thấy. Rồi đó là bên phần là bên table content, phần mục lục. Phần tiếp theo nữa thì mình về phần tool on page cơ bản này nọ, thì như bạn thấy thì nó cũng giống như các nền tảng khác, thì bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được cái gọi là thẻ heading 1, thẻ heading 2, thẻ heading 3, hay sau đó thì bạn có thể để cái gọi là cái thẻ heading ở trong đây. Đây là đâu, đây là cái thẻ heading cho nó, thì bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cái thẻ heading ở trong đây thì như các nền tảng khác. Ngoài ra thì mình thấy rằng nó là
ở đây là một trong số điểm mà mình thấy là nó tốt hơn một số nền tảng khác ở Việt Nam, là khi mà dùng Sabo á, thì với lại các nền tảng khác của Việt Nam á, thì Sabo hơn được một số nền tảng khác của bên Việt Nam này, đó là có thể điều chỉnh được thẻ tiêu đề URL và H1 nó khác nhau. Ví dụ như này, nếu bạn muốn điều chỉnh cái URL đi, là đổi thành một cái URL nó khác, thì bạn có thể dễ dàng điều chỉnh ở đây. Đó, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được hoàn toàn. Rồi nếu như bạn muốn điều chỉnh cái thẻ tiêu đề á, thì bạn có thể để điều chỉnh trong đây, và bây giờ là thẻ H1 của cái danh mục sản phẩm hay là cái sản phẩm cụ thể, thì bạn cũng có thể điều chỉnh ở trong đây. Thì với là nhiều nền tảng khác ở Việt Nam, mình thấy một số điểm hạn chế là những cái nền tảng khác ở Việt Nam á, đôi khi cái tiêu đề với H1 nó giống chung với nhau. Cái là bây giờ mình điều chỉnh cái thẻ tiêu đề thì bây giờ là nó sẽ dính luôn hàng H1, và đôi khi dính luôn hàng URL, và mình không tách ra được với nhau. Và khi mà tách ra được với nhau, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều trong câu chuyện là bên tối ưu về mặt SEO. Thì điểm này mình thấy khá là tốt bên mạng, là bên Sabo thì tương tự như WordPress á, thì bạn có thể dễ dàng làm được với điều này. Nhưng mà mình đang so sánh về câu chuyện là bên phía các nền tảng của bên Việt Nam khác. Rồi thì cái phần tool cơ bản của bên Sabo thì mình thấy nó ổn. Tiếp theo nữa là hai cái phần mà mình thấy rằng ở bên hai phần cuối cùng của bên Sabo, mình thấy là bên Sabo nên cải thiện để nó tốt hơn. Thứ nhất là bên schema. Thì schema ở với lại bên WordPress á, thì trong WordPress đó thì bạn có thể chèn được schema, nhưng mà bạn có một cái plugin để bạn có thể hỗ trợ là chèn schema ở ngay trên thẻ head, có nghĩa là ở ngay trên đầu của cái gọi là nội dung bài viết luôn. Thẻ head là như cái gì? Là thẻ head là được, là khi mà mặc vô đây bạn nó cài ngay trong cái thẻ head này. Thì schema đại khái á, là một cái đoạn code mà giúp cho Google hay là những các công cụ tìm kiếm khác nó có thể hiểu hơn về nội dung bài viết của bạn. Và đến lúc này á, thì cá nhân bên phía bên GTV mình đi, thì thường dùng schema trong entity khá là nhiều. Thì khi mà cài bên thẻ bên cài schema ở trong website đi, thì schema nó nên đặt ở thẻ head. Nếu như mà nó đặt ở cái gọi là nội dung bài viết hay ở bên dưới gì, nó không phải ở trong thẻ head đi, thì schema mình thấy rằng nó chỉ phát huy được khoảng 90% tác dụng của nó thôi. Thì ở bên Sabo hiện tại á, các schema đó bạn vẫn có thể chèn được, nhưng mà bạn chỉ có thể chèn được ở trong cái mã HTML, là trong cái nội dung bài viết, là ở trong, nếu mà bạn có chèn này thì nó sẽ xuất hiện ở trong bài viết đây, chứ nó không phải dính trong, nó sẽ không để ở trong cái gọi là cái thẻ head. Nhưng mà thấy thì nó thể hiện ở trong cái schema này thôi nếu mà bạn muốn chèn vô, còn không thì nó sẽ không hiện ở trong cái thẻ head này. Thì nó chỉ phát huy được khoảng 90% cái gọi là cái ứng dụng, là cái gọi là cái sức mạnh của bên schema mà hôm mình ghi mà mình đo lường của nó. Rồi cái bên phía sidebar đi, thì bên phía sidebar thì là những cái phần này, nếu được đó, thì mình thấy rằng nó là bên Sabo nếu mà nó cải thiện tốt hơn về cái phần phía sidebar này, thì mình thấy nó khá là đặc biệt và nó khá là nổi trội so với các nền tảng khác bên Việt Nam luôn. Bởi vì đây nó sẽ dính dáng nó gọi là cái cấu trúc silo. Trong cấu trúc của website, mà khi bạn tu theo cấu trúc silo của cái website đi, và bạn thì nó sẽ dẫn tới chuyện trường hợp là bạn dễ dàng lên top hơn rất là nhiều. Thì đây là một trong những cái kiến thức mà nó khá là nâng cao trong mảng SEO, thì mình cũng chia sẻ luôn. Thì khi mà bên tu và bên mạng cấu trúc á, thì bạn sẽ muốn rằng đó là những bài viết chẳng hạn như là cặp da nam đi, thì bạn chỉ nên liên kết tới cái gọi là các cái nội dung liên quan về cặp da nam, hoặc là các danh mục ngang cấp khác. Ví dụ như cặp da nam thì bạn có thể liên kết tới túi da nam, và lý da ví da nam thì bạn có thể liên kết nội bộ tới những trang này. Nhưng mà bạn không nên liên kết nội bộ tới những cái trang như là túi da đeo bụng, hay là túi da đeo bụng ở đây, hay là túi đựng điện thoại, hay là những cái dòng sản phẩm khác rồi, thì nó sẽ làm rò rỉ cái sự liên quan hơn. Nếu như ở đây á, thì bên Sabo mà tối ưu ở bên phía này, mà bên phía là bên cấu trúc silo, nếu mà mình muốn tối ưu về câu chuyện này nó là chuẩn website để ATS đi, bởi vì khi mà cái tiêu chuẩn của bên code website của mình là khá là cao, để lúc mà mình triển khai code á mà nó cao về cấu trúc gì này nọ, thì ra nó cũng phụ thuộc rất là nhiều về cái độ hiểu biết của bạn về mảng SEO nữa. Nên có một số bạn rành về bên code này nọ thì mấy bạn có đôi khi có những cái dòng code nó còn bá đạo hơn. Còn ở đây thì mình sẽ nói về bên cấu trúc. Thì cá nhân mình khi mà mình làm ở đây, mình sẽ muốn cái khi mà sản thì bỏ những cái sản phẩm nổi bật này vô á, thì những sản phẩm nổi bật này á, chỉ xuất hiện những sản phẩm nổi bật của cặp da nam thôi. Và nếu như mình bấm vô túi da nam á, thì nó sẽ xuất hiện các sản phẩm nổi bật của cái gọi là cái túi da nam. Thì lúc này á, là nó sẽ tu về mặt là
SEO hơn rất là nhiều, bởi vì những cái trang liên quan thì nó liên kết tới những trang liên quan thôi, nó không rò rỉ sự liên quan từ cái nội dung này qua cái nội dung khác, nó sẽ tốt hơn về mặt tổng thể website. Thì đây là một điểm mà mình thấy rằng bên Sabo mà thậm chí là tất cả các nền tảng khác của bên Việt Nam đi thì rất là khó để tốt về chuyện, ý là mình chưa thấy bên các nền tảng khác của bên Việt Nam tốt về chuyện này. Và ngay cả WordPress hay những cái khác về cái theme gì này nọ thì mình cũng chưa thấy tối ưu, ngoài trừ là phải đụng tay vô việc code và phải code lại hoặc dùng các rất là nhiều plugin hỗ trợ khác nếu mà trong nền tảng WordPress hay trong số nền tảng khác. Thì ở đây là về câu chuyện là một số kiến thức SEO nâng cao thì mình cũng muốn nói sơ bộ luôn về trong cái phần này. Rồi thì đây là toàn bộ review mà các khía cạnh của Sabo mà mình thấy rằng là mình nên nói cho các cho gọi là những bạn thắc mắc về gọi là câu hỏi về việc dùng sử dụng nền tảng bên Sabo. Thì nói tóm lại, nếu như là mình là một chủ website, một chủ doanh nghiệp, hay là mình là một người mới bắt đầu gọi là kinh doanh online hay là muốn sử dụng cái trang thương mại điện tử đi, thì mình sẽ muốn sử dụng và mình không có chuyên quá là nhiều về mặt gọi là kỹ thuật SEO quá, thì mình sẽ muốn sử dụng gọi là nền tảng Sabo. Bởi vì trong cái nền tảng Sabo này nó cho về mặt là tối ưu về mặt bằng chung về code hay là tối ưu về mặt bằng chung về SEO ở Việt Nam đi, thì bên Sabo mình thấy rằng làm tốt, khá là tốt hơn những cái gọi là cái mặt bằng chung đó ở bên Việt Nam. Và nếu như mà bên bạn muốn tu sâu hơn nữa thì thật ra bên Sabo nó cũng mã nguồn là một ngày mã nguồn nó mở, thì bạn có thể vô phần mã nguồn đó mà bạn tu theo cái gọi là cái bạn mong muốn, mà chi phí thì mình thấy khá là hợp lý nữa. Nên nếu mà mình xài, ý là nếu mà mình sử dụng, nên là mình muốn có một trang thương mại điện tử đi, thì và mình không có chuyên quá là nhiều kỹ thuật á, thì mình nên cá nhân mình thì mình sẽ khuyên bạn sử dụng gọi là bên nền tảng bên Sabo. Nó tu và đa kênh, nó giúp cho bạn tu về mặt gọi là quản lý đơn hàng và gọi là cái quản lý đa kênh, tích hợp đa kênh bán hàng vô code SEO nền tảng nó tu gọi là tốt hơn so với mặt bằng chung. Nó có hỗ trợ một số thứ như là tốc độ web, HTTPS và một số cái khác về cái chuyện là bên thương mại điện tử, ví dụ chèn content các thứ này nọ, thì nó sẽ tối ưu về mặt bằng chung, nó tốt hơn rất là nhiều về mặt tổng thể và mặt cụ thể khi bạn tối ưu SEO luôn. Thì và giá tiền của nó cũng hợp lý nữa. Thì đó toàn bộ review của mình, hy vọng rằng bạn thích. Rồi hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.